xong chưa? Ăn rồi. Cảm ơn Thanh Mai, Tớ Linh kìa. Cảm ơn Linh, cảm ơn em. Tớ Linh, cảm ơn đồng chí Tớ Linh lên đồ. Bạn của mình á, bạn lấy cái tiền của mình á. Và tao móc mày mất luôn. Còn mày làm gì ai móc? Tao đeo kính. Cảm ơn anh cô. Đó, tao biết anh coi. Đúng, cũng đẹp đôi đấy. Này, mọi người, anh phong hôn nào anh được. Đây, bây giờ như này nha, em hỏi anh này. Anh được một bông hoa của anh Ngọc mà anh chụp ảnh cắt từ các kiểu. Tao to lắm, tao một bông. Vâng, một bông. Đấy. Là sao? Hôm kia hôm mà mình tặng cho anh một bông ấy. Đấy, anh chụp ảnh. Anh phô tu lên kêu vào nhà vệ sinh tao kêu thẳng cái nào vệ sinh luôn và là tên Ngọc là dễ đi không gọi là ỉa cho ngon. Mày muốn ỉa ngon cả đời không? Đấy mình có mà cảm ơn đà có mà đúng không chó này cưng chó này thì xấu nhỉ xấu quá xấu tắt ngay mẹ nhanh đâu anh em à xấu quá mau bây giờ xấu đi nó xấu ơi bóc phốt bên kia like up filter ảo bên này bóc phốt cảm ơn Phương cảm ơn Phương nha hello mọi người. Lần đầu tiên like chung mình không? Đó là lần tiên like chung của mình. Bình thường toàn 20 cây. Sau này còn game nữa. Rất là mất dạy. Cảm ơn Thảo Môn, hello mọi người. Ngồi sát nhau thế. Cho nó vừa khung hình. Đây, đẹp khổ quá. Đây, đây, đúng chưa? Nào chào cũng thế. Mọi người, nay mình đo lại rồi chiều cao của mình 1m82 mọi người ạ. Vậy đó. Đó. Ngọc một tờ. Nhưng mà thiếu có 7 phân nữa thôi là được 1m82. Thiếu 7 phân nữa. Chào bác sĩ Tung à. Nhìn kìa. Sao? Một con chó. Anh ơi. Nó hỏi con chó. Anh có bịp là đôi bạn thân. Anh quay cái gì đây? Oh, thank you.